Cũng xin được mến chào đón đại gia đình. Chúng ta đang đến với video trên kênh YouTube của Tuấn. Thì không biết là nơi ở tất cả mọi người như thế nào rồi, nhưng mà riêng chỗ An Nhơn Lâm Đồng đà tẻ của Tuấn thì chia tay những cái tháng ngày mưa bão dầm về, thì tới tháng 9 này cũng đã nắng ráo rồi nha cả nhà. Đang chuẩn bị hết tháng 8 âm, chuẩn bị chuyển qua tháng 9 rồi đây. Không biết là nơi ở tất cả cô chú anh chị em chúng ta trong mùa màng thế nào rồi. Riêng chỗ An Nhơn đà tẻ Lâm Đồng của Tuấn thì bà con đã chuẩn bị bắt đầu cho một cái mùa dưa hấu của 2023 như là bán đầu 2024 nha cả nhà. Đó. Thì trong cái năm nay Tuấn lại một lần nữa muốn quay lại những cái khoảnh khắc cũng như là cái mùa màng ở bà con ở An Nhơn đà tẻ Lâm Đồng của Tuấn. Thì thường thì bà con Lâm Đồng của Tuấn nếu mà làm một cái mùa dưa hấu bán trước Tết nha cả nhà, thì tầm đầu tháng 9 đã chuẩn bị các cái bước đầu cơ bản như là chuẩn bị phân bò rồi này, chuẩn bị đất này. Thì từ khi ngày sáng hôm qua đến cho ngày hôm nay thì nhà của Tuấn với ba cũng đã chuẩn bị đầy rất một số cái lượng phân bò từ ở trong chuồng bò mà ngay từ đầu video Tuấn đã quay chia sẻ cho cả nhà mình xem. Đó, đầy một cái lượng bò phân bò ra nhà để phơi nó khô luôn nha cả nhà. Một cái đống lớn bên đây dùng để lót ở trong cái dòng dưa. Thì mỗi năm thì Tuấn muốn quay lại một số khoảnh khắc để làm cái vlog, làm cái nhật ký cho cái cuộc đời của mình. Đó, tuy rằng cái nội dung nó không có gì biến đổi nhưng mà năm nay thì Tuấn quay tóm tắt ngắn gọn lại thôi. Đây là chuẩn bị cái phần bò để mình phơi khô, mình sàng rồi mình lấy cái bột của cái phân bò này để mình bỏ cái lỗ để mình ươm trồng cái giống cây dừa của mình nha cả nhà. Đó. Được bao nhiêu đây? Đây là phần đầu tiên là phần phân bò. Như mọi năm thôi. Đó, những cái bước đầu mà bà con trong dân làng của Tuấn là chuẩn bị như thế. Bây giờ Tuấn sẽ dẫn cho cả nhà mình ra xem cái phần đất để mình làm dưa nha cả nhà. Phần đất thì đây là những cái tuyến đường quen thuộc. Thì từ khi này tới giờ thì Tuấn đang dẫn mọi người mình ra coi cái phần đất mà nhà Tuấn năm nay sẽ dự định làm nha mọi người. Thì không có gì xa lạ, nhà của Tuấn năm nay tiếp tục lại làm cái phần đất của năm trước nha cả nhà. Tại vì ở đây một điều là mình làm dưa hấu bằng hình thức nhỏ giọt, cho nên là mình có thể làm liên tục cái mảnh đất đó liên tục 2 đến 3 lần liên tục. Thì đây là cái đám ruộng rất là quen thuộc mà trong những video năm trước Tuấn đã có quay hình chia sẻ đến cả nhà mình rồi. Đó. Thì để cho cái đất nhanh khô thì Tuấn với anh trai cũng đã dùng một cái máy cày, không cái cục gỗ phía đằng sau là kéo những cái đường rãnh ra như thế này nha cả nhà. Đó, kéo những cái đường rãnh như vậy để cho nước nó theo, nó rút cho nó nhanh, để mình làm, mình chuẩn bị đất trước cho nó khỏe người. Đó, hôm nay nhà Tuấn lại tiếp tục làm cái khoảng đất của nhà mình đây với diện tích là 8 sào nha mọi người. Đó, bây giờ mình đi qua những cái khoảnh khắc mà cũng như năm ngoái Tuấn còn đào qua sơ sơ, năm nay Tuấn lại điểm lại những điểm chính của cái mùa dưa hấu của nhà mình thôi. Đó, bây giờ thì đất đang còn sình lầy này. Đang còn sình lầy khó khăn. 8 sào nha mọi người. Đó. Giờ mà tình hình mà trời không có mưa lại, không mưa lại mà quá lớn mà cứ nắng xuyên suốt, cái đó khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa là cái ô ruộng đây sẽ khô. Đó. Em rồi kế bên thì cũng có một người mới vừa gặt lúa xong đây. Năm nay nếu mà làm dưa lại đám này thì sẽ có một số cái điều thay đổi thôi. Thay đổi như thế nào thì trong cái quá trình mà làm Tuấn sẽ quay hình chia sẻ lại cho mọi người mình xem. Còn có một số người, một số bạn cũng như là anh chị yêu cầu Tuấn quay một số cái nội dung trong cái lúc mà làm tali. Thì tới lúc đó Tuấn sẽ tranh thủ thời gian quay những cái nội dung đó thỏa theo yêu cầu của những bạn mà đã yêu cầu mình. Đó, bây giờ trời mấy ngày gần đây thì đã nắng ráo trở lại rồi nha mọi người. Nắng ráo lại rồi. Cảm nhận một cái mùa dưa hấu của năm 2023 cũng như là bán đầu năm 2024 đang được diễn ra rồi. Không khí khô ráo rất dễ chịu luôn. Đó. Đặc bây giờ mọi người hãy cùng trở theo Tuấn lại một lần nữa đây. Đang còn sình lầy, bụng nó lên khoảng nửa đầu gối của mình luôn đó cả nhà. Nước nước thì đang còn trong mấy cái đường rãnh mà mấy bữa Tuấn đã vét. Thì anh em Tuấn đã tạo một cái đường rãnh từ phía tít đầu trong của đám kia. Đó, dùng cái cày ở phía đằng sau cái dàn phay á, cùng một cái khúc gỗ để kéo tới này. Kéo tới rồi nó sẽ tạo một cái đường rãnh nhỏ nhỏ như đây. Đó, tạo đường rãnh nhỏ nhỏ rồi cho nó thoát nước ra ở phía ở dưới đây này. Cái này thì nó sẽ sâu hơn, nước sẽ rót xuống. Đó, mấy ngày trước mà anh em một Tuấn tạo mấy đường rãnh này thì trong đám ruộng đang còn nước nha mọi người. Còn nước sớt sớt, mà bây giờ mấy ngày này có đường rãnh nó theo cái đường rãnh này nó thoát bớt thì nó cũng đỡ nước rồi. Một số chỗ còn trong trũng thôi. Đó. Năm ngoái là một cái mùa dưa chanh chua, mà không biết là cho đến năm nay có khó khăn chanh chua như năm ngoái hay không. Rất mong một điều là mình sẽ thay đổi những cái chiến thuật khác để không phải cơ cực như năm trước nữa. Đó, nhìn vậy thôi nhưng mà tình hình không có gì biến đổi. Một thời gian nữa là xung quanh đây sẽ là một cái trời dưa luôn, những cái ruộng dưa. Còn ở phía bên cạnh đám ruộng của nhà mình đây thì cũng một số bà con đây cũng sẽ dự định làm dưa ở phía bên đây luôn nha cả nhà. Đó, làm sát nhau luôn. Phía bên này thì một cái khoảng đất hơn 1 hectare, 1 hectare 2. Thì chủ đất cũng cày lên rồi sẽ cho người khác thuê mướn để làm. Nó cũng gặt hái lúa xong rồi cũng mới cày bỏ đất đây thì đất nó tỉnh táo lại, chứ làm liên tục thì cũng không phải là cách. Bên này nước còn nhiều nước hơn bên đám ruộng nhà mình này. Nhà mình thì có phần là rút ráo hơn rồi. Đó. Ở trong cái video này thì Tuấn cũng đã cập nhật cái tình hình bà con ở quê ở làng Cổ Tuấn, đại khái là ở thôn 1 An Nhơn tại Lâm Đồng. Mình đã nấu nước chuẩn bị cho cái công tác cái mùa dưa hấu 2023 như là 2024 nha mọi người. Thì cũng đã quay chia sẻ đến cho cả nhà mình một số cái khoảng các hình ảnh nó như thế thôi. Thì tới cái mùa màng chính thức thì Tuấn cũng sẽ dành một chút thời gian của mình ra để quay những cái diễn biến chính của cái mùa dưa hấu năm nay. Rất mong toàn thể cô bác, anh chị em của các bạn hãy theo dõi và ủng hộ cho những video trên kênh của Tuấn, giúp cho kênh phát triển và thành công nhanh hơn. Rồi bây giờ thì Tuấn cũng đã hết cái nội dung mà ở thời gian này muốn ghi lại chia sẻ đến cho cả nhà mình rồi. Bây giờ Tuấn xin được kết thúc video này. Mong muốn được gặp lại đại gia đình chúng ta ở những video tiếp theo.